giang hồ bố có học không ạ? Giang hồ dễ lây lắm phải không bố? Mà sao ai cũng bảo con phải tránh xa bố, không lại lây ạ? Bố ơi! Ai đấy ạ? Là bố đây mà còn hỏi ai đấy? Xem thế thôi con. Xem cả ngày như thế này còn gì là mắt với mũi nữa. Mẹ bảo cho con xem tẹt ga mà. Bậy bạ. Con là phải học. Chứ cắm mặt với điện thoại như thế này chỉ hư người thôi. Mẹ bảo học làm gì cho tốn sức. Cùng lắm giống như bố mày đầu đường xó chợ có ngày. Không học mới dốt. Cái gì cũng vậy, cũng đều phải học cả. Thế bố là giang hồ, bố có học không ạ? Giang hồ dễ lây lắm phải không bố? Mà sao ai cũng bảo con phải tránh xa bố, không lại lây ạ? Bố dặn này, kể từ ngày hôm nay, mỗi một ngày con chỉ được xem điện thoại một tiếng đồng hồ thôi. Còn lại con phải học và chơi các trò chơi vận động. Nhớ chưa? Vâng. Đi ăn cơm đi bố. Chưa ngủ đi à, đứng đấy làm gì? Có chuyện gì đấy? Tôi cảnh cáo cô. Cô mà dám nói xấu tôi trước mặt thằng Bo một lần nữa ấy, đừng trách tôi ác. Tưởng chuyện gì? Bo nó cũng cần biết sự thật chứ. Có phải đứa trẻ nào cũng được sinh ra trong gia đình tử tế đâu. Cô nói cái gì? Cô nói cái gì? Nói lại một lần nữa xem nào. Ngu nó vừa thôi chứ. Đúng rồi, tôi ngu đấy. Ngu thì mới đâm đầu vào một thằng tù tội đầu đường xó chợ như anh. Nói cho mà biết, con này mà có tiền đấy thì bốc một phát hai mẹ con ra ngoài ở riêng. Chứ tội gì tôi phải ở đây để ông bố ma men của anh suốt ngày lừa mít, khinh bỉ hả? Cô bốc đi. Cô giỏi cô bốc đi. Tôi bốc ngộ cả họ nhà cô luôn ấy. Hiểu chưa? Người ngoài khinh tôi thế nào cũng được. Nhưng mà còn cô ấy, để cho thằng Bo, người dứt ruột đẻ ra nó khinh mình ấy, cô chả có giá trị gì với nó đâu. Cả đời thì cũng không luôn.